speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Bảo xin chào cả nhà thân yêu của kênh Đường Phố Vlog. Nay Bảo quay lại khu ngày xưa hay tắm sông, hái bình bát, bắt ốc Pháp và hái rau muống của tuổi thơ. Xem nó có gì khác hơn sau 20 năm không, thay đổi ra sao, hãy đi cùng Bảo nhé. Những ngày qua, đông đúc người dân đến với điểm check-in Tết được mạng xã hội gọi vui là hot nhất Gò Vấp. Vừa có hình ảnh đẹp mà không tốn tiền, vậy nó ở đâu? Đó là công viên văn hóa Gò Vấp, nhận được sự quan tâm đông đảo của người dân thành phố Hồ Chí Minh, nhất là người dân quận Gò Vấp. Tọa lạc tại số 6 đường Nguyễn Văn Lượng, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Khi bước chân vào công viên, một cảm giác thoải mái ùa về với không khí trong lành. Một số tiểu cảnh được dựng lên như hoa đủ màu sắc, một dãy dây treo xanh đỏ vàng tím đủ màu. Công nhân của công viên tưới cây và chỉnh lại vị trí tiểu cảnh bị hư. Bảo vệ vẫn đi tuần để đảm bảo trật tự nơi đây được an toàn nhất. Rất nhiều bà con sinh sống ở gần công viên đến đây tập luyện thể dục thể thao rất nhiều. Xe máy, xe đạp lưu ý chạy với vận tốc 5 km/h để đảm bảo an toàn giao thông. Đoạn này các phương tiện vẫn được di chuyển và chưa bị cấm. Tại đây cũng có nhiều biển báo, các bạn nhớ đọc để giữ gìn vệ sinh cho công viên nhé. Thùng rác cũng được đặt tại các lối đi vào công viên. Bên tay trái mình ngày xưa là chỗ hay bắt ốc đánh nhiều nhất. Xa xa phía trước, chúng ta lại bắt gặp một khung cảnh mới. Thấy tụ tập rất đông, người đứng lại chụp ảnh tạo dáng. Các quả trâu đủ màu sắc được gieo dọc đường đi rất nhiều, xanh đỏ tím vàng đủ thể loại. Càng về chiều, lượng khách đến đây chụp ảnh rất nhiều. Nhiều gia đình chuẩn bị đồ sẵn ở nhà cũng đến đây chụp một bộ ảnh Tết 2024.
Đi qua cầu là đến chỗ giữ xe. Đoạn này cấm xe chạy, chỉ có đi bộ, thể dục thể thao và giãn mát bên trong thôi nha cả nhà. Cây cối tại nơi đây cũng rất nhiều. Các bạn thấy video hay, hãy cho Bảo một like và một đăng ký nhé. Bảo cảm ơn rất nhiều. Giá vé giữ xe máy là 5k nha các bạn. Có thẻ từ. Lượng xe lúc này cũng khá đông rồi đấy. Ruộng bình bát và ao rau muống ngày xưa không còn nhiều. Giờ ban quản lý công viên đã lấp đất và trồng cây rất nhiều. Vì thế nơi đây được ví như lá phổi của quận Gò Vấp. Diện tích công viên lên đến 37 hecta. Nó cũng quá lớn nhé. Một biển báo cảnh báo dễ cháy đặt trong công viên. Hoạt động bóng chuyền cũng được một số bạn trẻ và người lớn tập luyện tại nơi đây. Các cung đường trong đây cũng được lót gạch và làm nền xi măng, thuận tiện cho đi bộ và chạy thể dục. Ở đây gần sông và hồ nên các ba mẹ có những con nhỏ đến đây phải cẩn thận nhé. Và đây mình cũng đã thấy cây bình bát và ao sen. Tại đây cũng có hàng rào bảo vệ để chị em không chạy gần hồ. Hồ dưới này có cá rất to nha các bạn, vì là cá nuôi, hạn chế câu nhé. Xe trong khu vực này cấm chạy hoàn toàn. Nếu thể dục thể thao mệt, có thể ngồi ghế đá nghỉ ngơi, ngắm cảnh và thưởng thức cây trồng. Cuối đường là bờ sông, có chiếc thuyền rất lớn. Nơi đây là mình và đám em ngày xưa hay tắm sông. Tại đây giờ mà tắm chắc không dám đâu. Mùa này bình bát mình thấy hết rồi. Chỉ thấy còn lại một trái màu xanh duy nhất trên cây. Trái này mà chín dầm với đường và đá ăn ngon lắm nhé. Giờ mình đi vào phía trong, nơi đây cũng có một số tiểu cảnh. Hoa mình thấy trồng chưa được hấp dẫn lắm. Có sao mình nói vậy, hoa còn ít và chưa đa dạng lắm. Con vật trong ảnh hình rơm mình cũng không biết là con gì nữa. Chắc nó là con heo hay con bò. Và cũng có thể là con voi. Điểm giữa có một vòng xoay trồng rất nhiều hoa và có nhiều dụng cụ tập thể dục thể thao ngoài trời. Có ghế đá cho các cặp đôi và người dân nghỉ ngơi, nói chuyện. Hai cô đang tạo dáng chụp hình. Một tí chỉnh bóng rổ tại công viên văn hóa Gò Vấp. Bộ môn này mình cũng khoái coi lắm, nhất là NBA.
Mấy bạn chơi bóng rổ, bạn nào bạn nấy ai cũng cao to, khỏe mạnh, lực lưỡng. Ôi. Hay, ôi ôi. Hay quá. Công viên văn hóa Gò Vấp hoàn thành hiện trạng như vậy là rất ok lắm rồi. Có chỗ cho mọi người đến thư giãn những ngày trong tuần, đó cũng là sự cố gắng lớn của chính quyền địa phương, quận Gò Vấp và thành phố Hồ Chí Minh. Bạn hãy đến đây trải nghiệm và có những bức ảnh đẹp nhé. Rất xứng đáng và không mất phí. Một hàng bông giấy cũng được trồng tại công viên, nở hoa rất nhiều, tha hồ chụp hình sống ảo, bao đẹp lắm luôn luôn.
Khỏi cần đi đâu xa bạn nhé, Gò Dấp là đã có. Một số hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí của người lớn và trẻ nhỏ. Chỗ này được rất nhiều người đến chụp, nhất đông nhất lúc mình chuẩn bị về. Bảo xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại các bạn ở một video khác. Bảo về đây. Giờ cũng sắp tối rồi. Các bạn thấy video hay, hãy cho Bảo một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn. Nếu các bạn có khát nước, hãy ghé. Ở phía trước cổng có bán nước cá viên chiên, bánh chén trộn đủ thể loại.